Giá xăng A95 giảm hơn 1.000 đồng 1 lít. Chiều nay 25 tháng 11, Liên Bộ Tài chính Công Thương có quyết định giảm giá hàng loạt mặt hàng xăng dầu, mức giảm từ 334 đồng đến 1.094 đồng 1 một lít 1 kg so với giá hiện hành. Cụ thể, giá xăng E5 giảm 752 đồng, còn 22.917 đồng 1 lít. Giá xăng A95 giảm 1.094 đồng, còn 23.902 đồng 1 lít. Giá dầu Diesel giảm 334 đồng, còn 18.382 đồng 1 lít giá dầu hỏa giảm 440 đồng, còn 17.197 đồng một lít. Giá dầu ma rút giảm 334 đồng một kg, còn 16.477 đồng một kg. Như vậy, sau nhiều lần tăng liên tiếp, giá xăng dầu chiều nay đã giảm khá mạnh. Để có mức giá như trên, Liên Bộ đã thực hiện chi sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu với xăng E5 ở mức 300 đồng một lít. Nếu không chi quỹ, đối với xăng E5 thì giá xăng E5 sẽ chỉ giảm 452 đồng một lít. Đồng thời, Liên Bộ cũng quyết định trích lập quỹ bình ổn với xăng A95 ở mức 300 đồng một lít, dầu diesel 150 đồng một lít, dầu hỏa 300 đồng một lít, dầu ma rút 500 đồng 1 kg, không trích lập đối với mặt hàng xăng E5. Theo thông tin từ Bộ Tài chính đến hết quý 3 năm 2021, quỹ bình ổn giá còn dư khoảng 800 tỷ đồng.